Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Samsung đã công bố chiếc Galaxy M21 vào tháng 3 năm ngoái 2020. Và vào ngày hôm qua, 21 tháng 7, thì Samsung vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2021 của chiếc Galaxy M21 với tên gọi là Galaxy M21 2021 Edition. Sản phẩm này thì có một thiết kế rất đơn giản, phục vụ đối tượng là người dùng tầm trung. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Samsung Galaxy M21 2021 này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về thiết kế của Galaxy M21 2021. Thì cái sản phẩm này nó không có thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế. Chất liệu hoàn thiện của nó thì vẫn chỉ được làm từ nhựa và làm theo họa tiết vân sần, giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay cũng như là tránh bị trơn trượt. Phần thân vỏ của chiếc máy này thì sẽ được làm hoàn toàn từ nhựa nguyên khối, ăn liền luôn cả vào phần khung viền. Ở phần mặt lưng sau của sản phẩm này thì vẫn sẽ được sử dụng hệ thống 3 camera. Với cảm biến chính thì đã được cải tiến hơn so với phiên bản 2020, khi mà nó sẽ được trang bị ống kính 48 megapixel dùng cảm biến GM2 của Samsung. Hai ống kính còn lại thì một ống kính là ống kính góc rộng có độ phân giải là 8 megapixel và một cảm biến để đo độ sâu, chụp ảnh chân dung xóa phông thì sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Và chiếc Galaxy M21 2021 này thì vẫn sẽ có một cụm cảm biến vân tay vật lý được đặt ở phía sau mặt lưng. Chuyển sang phía mặt trước đây thì chiếc Galaxy M21 nó sẽ được trang bị một cái màn hình Super AMOLED với kích thước đường chéo là 6,4 inch, độ phân giải là Full HD+. Và với việc được trang bị tấm nền Super AMOLED thì sản phẩm này nó sẽ đem lại chúng ta một cái màu sắc nó rực rỡ, kèm theo đó là độ tương phản nó sẽ là tốt hơn. Và màn hình của sản phẩm này thì sẽ là màn hình Infinity U với thiết kế dạng giọt nước. Và cái phần giọt nước ấy thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải đó chính là 20 megapixel, giúp selfie sắc nét hơn. Tiếp theo là về phần cấu hình của chiếc Galaxy M21 2021. Thì chiếc máy này nó sẽ được trang bị con chip cây nhà lá vườn đến từ Samsung, đó chính là con chip Exynos 9611. Đi kèm với dung RAM thì nó sẽ có các phiên bản bao gồm 4 hoặc là 6GB với chuẩn LPDDR4X tương ứng với bộ nhớ 64 hoặc là 128GB với chuẩn LPDDR 2.1. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng lên tới là 6.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 15W. Cuối cùng là giá bán vào thời điểm liên kệ thì Galaxy M21 2021 Edition thì sẽ bán ra với hai phiên bản màu sắc bao gồm đen than và xanh dương. Với giá bán lần lượt cho hai phiên bản sẽ như sau: phiên bản RAM 4GB, ROM 64GB thì sẽ có mức giá là 12.499 rúp, sấp xỉ 170 USD, quy ra tiền Việt là 3,9 triệu đồng. Còn phiên bản RAM 6GB, ROM 128GB thì sẽ có mức giá là 14.499 rúp, tương đương khoảng 195 USD và 4,48 triệu đồng tiền Việt. Galaxy M21 2021 Edition thì sẽ được bán ra tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 tới đây thông qua các cửa hàng trực tuyến của Samsung, Amazon và các cửa hàng bán lẻ tại quốc gia này. Hiện tại thì vẫn chưa rõ khi nào thiết bị sẽ đến với các quốc gia khác. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Samsung Galaxy M21 2021 Edition. Và đây là một cái phiên bản nâng cấp nhẹ của phiên bản 2020 về mặt camera, khi mà sẽ được trang bị cảm biến chính GM2 48MP đến từ Samsung và có thay đổi một chút về thiết kế ở phần mặt lưng. Còn các bạn, nghĩ sao về chiếc Samsung Galaxy M21 2021 Edition này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.